Đầu tiên thì chúng ta Quang Minh xin giới thiệu sơ qua về các thành phần phụ kiện cũng như đi kèm ở trong một cái hộp. Thì trong một cái hộp chúng ta sẽ có mở ra thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Và khi mở ra một cái cái shop ở phía trên, chúng ta sẽ thấy đầu tiên đó chính là một con robot của chúng ta. Đấy, một con robot. Và sẽ kèm theo đó chính là hai cặp chuyển phụ đấy, và một cái tanh nước đấy, một cái tanh tanh nước để mà và một cái khăn lau được dán sẵn để lau, rồi một adapter nguồn và một đế sạc, một bộ lọc để thay thế, và một cái dụng cụ vệ sinh. Đấy, cái dụng cụ vệ sinh nó màu đen nên là cho mọi người sẽ bị ném mất, nên đây người thấy đấy. Và ở trên thân robot thì đã được gắn sẵn đó chính là một cái hộp bụi. Trong hộp bụi với hộp hút này thì hút bụi này thì sẽ có sẵn lõi lọc HEPA ở trong này rồi. Vừa rồi lọc ở nhà khách nó rất là bẩn. Bình thường nó sẽ trắng thế này, bình thường nó trắng thế này, nhưng mà vừa mới quay thôi, con mình chỉ mới gọi là cho nó hoạt động ở một khu vực ở trong cái căn nhà đấy thôi thì nó rất là bẩn. Con robot này cũng là con robot sẽ xuất hiện ở trong cái video TVC cho sản phẩm này. Và khi mà chúng ta nhận robot về thì cái thao tác đầu tiên giống như của 8781 thì sẽ có một cái ron cao su ở đây chúng ta sẽ tháo ra, nhưng ở sản phẩm này thì sẽ là hai bên hông chúng ta sẽ có đây một cái cũng là cao su và hai cái chúng ta tháo ra. Nếu không tháo ra thì cái cảm biến va chạm nó sẽ không có hoạt động được, và nó không hoạt động được thì nó sẽ báo lỗi, vì cho nên chúng ta cần phải tháo ra để trước khi bắt đầu. Và khuyến cáo là chúng ta nên sau khi tháo ra xong chúng ta sẽ sử dụng dây nguồn chúng ta cắm vào thân robot, cái lỗ ở trên thân robot đây chúng ta cắm vào, và chúng ta cắm điện để sạc đầy để cho nó sẵn sàng sử dụng ở trong lần sử dụng đầu tiên của chúng ta. Không nên bỏ vào đống sạc, chúng ta cắm trực tiếp đến khi cái đèn ở chúng ta sẽ sáng lên đấy. Và nó sáng, nó không còn nhấp nháy nữa thì là nó là đầy pin. Thì sau đó thì chúng ta sẽ cắm cái này và cái jack cắm này vào đốc sạc thế này, và chúng ta sẽ để cố định. Con Minh khuyến cáo là nên để cố định, tuy nhiên rằng là không dán. Chúng ta tìm vì ở dưới đây nó có bốn cái đệm cao su sẽ giúp cho cái đế nó bám vào cái nền rất là chắc. Đấy, con mình có thể thấy mô tả đây, nó có thể là xê dịch cầm, con mình cầm có thể xê dịch được gạch thì mọi người thấy là nó bám rất là chắc rồi. Ừ, nên là chỉ cần đặt thôi. Vì sao ạ? Vì một trong tính năng đặc biệt hơn của con 8881 này đó chính là nó lưu được 5 bản đồ. Ví dụ nhà chúng ta có 5 tầng thì nó sẽ lưu 5 bản đồ và nó hoạt động 5 tầng. Khi các anh chị đặt cái đế sạc này, các anh chị tìm một vị trí cố định cho nó, các anh chị có thể đánh dấu thế nào đấy ở mỗi tầng, và cứ mỗi lần sạc, mỗi lần lau ở mỗi tầng chúng ta đặt cái đế sạc này đúng vị trí thì cái con robot của chúng ta sẽ tự nhận diện và sẽ nhận diện và sẽ làm việc theo từng cái bản đồ mà chúng ta đã lưu. Và về phần 5 bản đồ này thì Quang Minh sẽ nói về cái tính năng sẽ nó kỹ hơn. Còn bây giờ sơ qua như vậy, chúng ta sẽ không có giống như là dòng 8781 hay là dòng 2709, dòng 6612 hay là 2809, thì Quang Minh sẽ gọi là sẽ suggest cho các anh chị là dùng băng dính hai mặt dính cố định cái đế này ở dưới sàn để cho nó tránh bị xê dịch, để đảm bảo robot hoạt động tốt hơn. Nhưng mà còn đối với cả dòng 8881 thì chúng ta không nên sử dụng băng dính.
Hoặc nếu như chúng ta sử dụng băng dính thì nên băng dính hai mặt, chúng ta nên sử dụng cái loại băng dính loại keo trong 3M, cái loại mà nó chỉ dính dính áp lực thôi, nó không có dính quá chặt đấy. Về phần phụ kiện là như vậy, và để khởi đầu thì chúng ta sẽ là hoạt động, để khởi đầu hoạt động chúng ta sẽ như vậy, chúng ta sẽ cố định và đặt, chúng ta sẽ về lắp cái chổi. Thì lần này thì Kuchen đã thiết kế nó mới hơn, để cho các anh chị không còn nhầm lẫn giữa chổi phải và chổi trái, thì chúng ta sẽ lắp là ở trên thân chổi nó màu gì chúng ta lắp vào màu đấy. Nó có màu vàng thì ta lắp màu vàng, lắp thế nào chúng ta sẽ đặt vào khớp, chúng ta ấn nghe tiếng tách cái là được đấy. Rất đơn giản ạ. Ấn rồi, còn khi tháo ra thì thế nào, chúng ta đã được đào tạo ở trong cái các phiên bản trước rồi, chúng ta sẽ tấm ba cái, chụm ba cái vào trong lòng tay đấy. Chúng ta kéo ra tấm ba cái và kéo ra đấy. 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 Và chúng ta sẽ đặt vào cái đế sạc như thế này, và khi mà chúng ta sẽ đặt vào rồi thì chúng ta sẽ bật nút nguồn để kiểm tra xem nó đã nhận nguồn hay chưa. Đấy, chúng ta sẽ bật nguồn. Lúc đặt thì các anh chị lưu ý giúp em là tránh, chúng ta kiểm tra, chúng ta sẽ xoay làm sao cho cái chổi này nó không có che lên hai cái miếng điện cực này. Đấy. Và robot hoạt động thì nó bắt đầu hoạt động thì nó sẽ có cái lời chào giống như vừa rồi chúng ta vừa nghe. Thì khi đặt vào nếu như đúng rồi thì cái để nó sẽ báo là start charging, tức là bắt đầu sẵn sàng sạc, và cái đèn nguồn nó sẽ nhấp nháy, và chúng ta sẽ bắt đầu cho robot hoạt động từ đế sạc. Tất cả mọi trường hợp tức là để nó hoạt động thì chúng ta sẽ bắt đầu hoạt động từ đế sạc. Tất phải phải hoạt động từ đế sạc thì nó mới về được, nó mới tìm được cái đế sạc để về. Và điểm đặc biệt, nhờ các anh chị ghi ghi cái điểm đặc biệt của cái robot 8881. Vì sao chúng ta có cái phần nhô lên ở trên như thế này, có cái trụ nhô lên ở trên như thế này, thì ở trong này nó được tích hợp là hai hai con mắt, một con mắt phát tia laser và một con mắt thu tia laser. Nếu như mọi người có tìm hiểu về động vật thì chúng ta có thể biết được rằng là rơi và cá voi nó định hướng, nó đo khoảng cách, nó biết được vật thể nào phía trước là bằng sóng âm. Thì con robot này nó có một mắt phát và một mắt thu. Một mắt phát nó sẽ bắn ra tia laser, nó bắn xung quanh, và khi tia laser phản đập vào vật thể phía trước và nó sẽ phản hồi lại, thì một mắt thu lại, và nó từ đó nó vẽ lên cái bản đồ ngôi nhà. Vì cho nên cái công nghệ laser này nó khiến cho cái việc mà nó tái tạo cái bản đồ nhà mình nó chính xác hơn. Ví dụ chúng ta nhà chúng ta mà có bàn ghế, chân bàn chân ghế hay là ghế sofa các thứ, là nó sẽ bắn, nó sẽ quét và nó biết được là bố trí nội thất như thế nào và ngôi nhà tường ở đâu, cửa ở đâu, từ đó nó lên lịch trình hoạt động và nó cải thiện cái tốc độ hoạt động của robot lên tới 30 đến 40%. Nó hoạt động nhanh hơn nhiều, nó hiệu quả hơn nhiều. Tuy nhiên thì nhiều người có một số khách hàng cũng đã mua về rồi, cũng có một vài than phiền là vì sao robot nó vừa mới hoạt động được một lát nó đã quay về sạc rồi. Thực ra đó, nó làm xong rồi thì nó quay về sạc. Đấy. Và đặc biệt là với cái cảm biến radar như thế này thì robot nó sẽ hoạt động ở trong một không gian gọi là không xác định, tức là không có giới hạn về không gian. Như 8781 thì nó chỉ hoạt động được 150 mét vuông là nó tối đa, nó chỉ lưu được một bản đồ.
Nhưng cái này là lưu được tới 5 bản đồ, và mỗi bản đồ thì nó sẽ là không gian là vô vô hạn, và nếu như nó lâu mà nó dưới 20 còn 20, dưới 20% pin thì robot của chúng ta sẽ quay về để sạc sạc, sau đó sau khi sạc đầy nó lại quay lại cái vị trí nó rời đi, nó sẽ lại vệ sinh lại căn nhà theo đúng cái lộ trình của nó đã được cài đặt ban đầu, và nó lau cho đến khi hết cái không gian. Đấy là cái tính năng đặc biệt nổi trội, là nó là cả có cảm biến radar. Nó sẽ nó cũng có một phần nữa là nó sẽ hạn chế va chạm hơn so với cả phiên bản 8781. Giống như 8781 thì nó sẽ va chạm rất là nhiều. Nhưng ở đây giống như chân ghế, chân bàn hay là tường thì robot nó chỉ hoạt động và nó sẽ né, gần tới là nó sẽ né, gần tới nó sẽ né, nó không có chạm vào, nó không có đâm vào. Tất nhiên là sẽ có một vài trường hợp là vật thể nhỏ quá là vẫn có trường hợp là nó vẫn đâm vào, nhưng mà rất ít trường hợp đấy, chủ yếu là nó sẽ né. Và ngay cả ví dụ như gia đình chúng ta có nuôi thú cưng mà thú cưng nó đang ngủ chẳng hạn, thì robot nó cũng sẽ nhận diện được phía trước sẽ có vật cản và nó sẽ né cái vật cản đó ra. Nhưng mà nó sẽ một tức là sau khi nó quét, nó lau dọn ngôi nhà thì nó sẽ thi thoảng nó sẽ quay lại cái vị trí đấy, nó kiểm tra xem cái vật cản đó nó mất hết chưa. Và nếu như trong chu trình nếu như xong một chu trình đấy, xong chu trình đầu tiên thì nó sẽ, nếu như mà vật cản đó nó cố định ở đấy rồi thì nó sẽ xác định ở trên map là có vật cản ở đấy, và vật cản đấy là cố định. Còn nếu như ví dụ như người chân người đi qua nó cũng quét, nó cũng thấy, nó cũng phát hợp phản hồi lại thì nó cũng tạm dừng nó ấy ở đấy, nhưng mà đến khi nó quay lại không còn nữa, nó lại vẫn cứ đi qua, tức là nó quét liên tục. Nếu như chứ không phải là nó chỉ còn quét, nó không quét một lần mà nó sẽ bỏ qua, nên như vậy là nó làm rất là, nó làm việc rất là sạch và nó bao phủ hết được cái diện tích sàn của mình. Đấy. Đó là về chức năng hút. Đấy. Và đặc biệt nữa ở trong video thì mọi người sẽ thấy rõ hơn cái sức mạnh của cái bánh xe Upright này. Bánh xe Upright này là một cải tiến mới của robot cùi tre. Nó giúp cho không có bị, nó bám sàn tốt hơn, bám trên mọi loại bề mặt sàn và nó không có bị trượt. Giống như ở 8781 thì vẫn thỉnh thoảng nếu như có một số loại gạch, thì trơn quá trơn thì nó vẫn có khả năng là bị trượt. Nhưng mà đối với cả bánh xe off-road của dòng 8881 này á, thì nó vượt địa hình cực kỳ tốt. Và trong cái video giới thiệu về sản phẩm thì Quang Minh cho nó vượt hẳn một cái thảm lông ấy. Và nó có kích thước của thảm lông nó lên tới là 2 cm, tức là độ cao của thảm lông lên tới 2 cm, nhưng robot vẫn vượt qua được và vẫn làm việc được trên đó. Thì chứng tỏ cái bánh xe off-road này nó rất là khỏe, nó giúp cho robot nó hoạt động được ở trên nhiều bề mặt hơn, nó hoạt động tốt hơn. Đấy. Và đây là tanh nước của chúng ta. Thì ở cái tanh nước của chúng ta thì ở phiên bản này thì ở trên nếu như mọi người đã có ứng dụng thì trên ứng dụng Tia Smart thì sẽ thấy được rằng là chúng ta có thể điều khiển được cái mức độ nước, chúng ta có thể điều khiển được mức độ nước ra ở trong, tức là nước ra ở trong cái tanh này. Và lưu ý giúp em nhé, là với cái tanh nước thì tanh hút bụi thì sẽ có một cái gọi là cái ngăn bụi ở đây, và tanh nước thì sẽ không có, và chúng ta sẽ quy trình là chúng ta sẽ bắt buộc phải hút bụi trước sau đấy mới lau, vì cái tanh bụi, cái tanh tanh chứa nước này nó có cái hốc bụi, nhưng mà nó chỉ là cái hốc bụi để mà gọi là để mà phụ trợ thôi, để trong quá trình nếu như mình có bị sót cái gì đó thì nó có chỗ chữa thôi, chứ nó không có chức năng gọi là hút kỹ bằng đối với cả cái sản phẩm, đối với cả cái tanh hút bụi này. Và
Lõi lọc HEPA của chúng ta thì sẽ không được, tuyệt đối không được rửa bằng nước. Thiết kế mới sẽ giúp cho khả năng hút nó hiệu quả hơn. Trong cái này vừa mới mở sáng nay hút ở trong nhà khách, nó bụi rất nhiều, bụi mịn. Bụi này thì chắc chắn là cái có một cái những cái bụi bụi mịn, bụi nhỏ nhỏ này thì bụi vụn vải này chắc chắn là từ cái thảm mà ra. Cái thảm nhà khách thì cũng vừa mới vào nhà, nhưng mà của người ta vừa mới vào nhà, nhưng mà con mình cảm thấy là nó cái bụi nó rất nhiều, nó bẩn. Và robot chúng ta sẽ điều khiển bằng ứng dụng mới là ứng dụng Tia Smart. Ứng dụng Tia Smart thì chúng ta có thể để cài ở trên cả iPhone lẫn iOS lẫn Android, thì chúng ta rất dễ để tải cái ứng dụng Tia Smart này. Ứng dụng Tia Smart đây thì sẽ có clip, tức là đã có clip để mà hướng dẫn cài đặt rồi. Và ở trong cái video giới thiệu sản phẩm thì cũng sẽ có một phần là sẽ có đồ họa để diễn họa lại cái hướng dẫn sử dụng, ví dụ như là cài tường ảo. Cài tường ảo ở trên cái ứng dụng thì sẽ có ở trong cái video. Sẽ có video hướng dẫn để cài tường ảo cho các bạn. Nên là trong anh chị cứ chờ, trong tuần sau thì Quang Minh sẽ đưa lên trên driver, trên cái tài liệu của hệ thống BCA thì mọi người có thể tải về để có thể mà hướng dẫn khách hàng sử dụng nó hiệu quả hơn. Và tanh nước của chúng ta thì vẫn như dòng 8781, chúng ta sẽ giặt khăn trước, chúng ta sẽ tháo ra giặt trước, bắt ráo xong sau đó chúng ta dán lại. Chúng ta dán lại ở trên cái khay này. Nước thì chúng ta chỉ nên đổ tầm khoảng một nửa thôi, không nên đổ đầy quá. Thì sau đấy thì chúng ta sẽ cho sản phẩm lau. Sau khi lau xong thì chúng ta cũng sẽ tháo cái rẻ ra để giặt, để tránh nó bị hôi. Vì sản phẩm này, dòng sản phẩm này chưa có tự giặt khăn. Và trên đây thì là Quang Minh đã giới thiệu sơ qua về cái sản phẩm 8881 và những cái thông số chi tiết về sản phẩm thì đã có ở trong cái bảng so sánh mà Kugen đã làm. Giống như mọi hồi thì Quang Minh đã hứa với mọi người rồi là các sản phẩm ra thì Kugen sẽ sẵn sàng các tài liệu hơn và sẽ có những cái bảng so sánh giữa các sản phẩm của Kugen để mọi người cũng có thể tiện so sánh giữa các sản phẩm Kugen với nhau, và để cho các anh chị có thể sử dụng cái bảng đó để mà so sánh với cả các sản phẩm ở bên ngoài, để cho khách hàng có thể là biết được rằng cái nào là cái mà đưa tới khách hàng được cái giá trị tốt hơn. Và Quang Minh cũng giới thiệu một đặc điểm nữa về sản phẩm này thì chúng ta sẽ có hai đèn, có tới hai đèn diệt khuẩn, đèn UV diệt khuẩn, và tiêu UV lần này nó rất chi là cao, cái năng lượng của tiêu UV rất là cao nên là chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường được. Chúng ta có thể biết rằng tiêu UV, nếu như tiêu UV dạng thấp thì chúng ta có thể nhìn thấy nó dạng màu tím, nhưng mà tiêu UV dạng cao giống như tiêu UV của mặt trời thì chúng ta không thể nhìn thấy được, và nó chỉ là nó vô hình, giống như tiêu UV ở mặt trời chúng ta không thể thấy được nhưng mà nó có tác động. Đấy. Thì tiêu UV diệt khuẩn này nó cũng vậy, nên là chúng ta tránh nhìn trực tiếp vào, tức là khi mà không được phép nhìn trực tiếp vào cái tiêu UV này, tránh ảnh hưởng tới da và mắt. Đấy. Chúng ta không nhìn trực tiếp. Và tiêu UV này nó năng lượng cao, vậy cho nên là cũng chỉ có thể nhìn thấy được ở trong cái bóng tối, tức là nếu như mà con robot nó hoạt động ở trong phòng tối hoặc là ở trong cái trong phòng tối, khi mà hoạt động, khi chúng ta mở cái robot này hoạt động ở trong phòng tối mà chúng ta sử dụng cái điện thoại, chúng ta có thể sử dụng cái điện thoại, chúng ta bật chế độ camera lên, chúng ta sẽ thấy được
rằng là sẽ có cái tia laser nó phát ra ở đây và tia UV nó ở dưới đáy này. Đấy. Nhưng cái nào cái đó những cái đó chúng ta chỉ có thể nhìn thấy bằng điện thoại mà thôi. Chứ thông qua máy quay camera chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt được. Và đối với sản phẩm PCB 1 PPR881 này là sử dụng là pin là loại pin Sungguda. Pin Sungguda thì sản xuất tại Trung Quốc nhưng là hãng pin cung cấp pin cho dòng iPhone 8 trở lên. Tức là từ đời iPhone 8 thì Apple đã lựa chọn nhà sản xuất pin là Sungguda. Cái tên chính thức tên tên chính xác thì mọi người có thể nhìn thấy được ở trên cái bảng so sánh robot của Gen ấy. Thì Quang Minh đã cho ghi rất rõ rằng là pin Sungguda là nhà cung cấp Sungguda là nhà cung cấp pin cho iPhone. Đấy. Nên là về pin thì chúng ta sẽ bảo hành 6 tháng và robot sẽ bảo hành 12 tháng. Nên là chúng ta có thể là nói với khách hàng yên tâm sử dụng. Còn pin của iPhone nó độ bền như thế nào thì chắc chắn là các anh chị ở đây thì em tin chắc là tỷ lệ sử dụng iPhone rất là nhiều biết được thì sẽ biết được rằng là cái pin ở của iPhone nó hiệu năng cao như thế nào. Và em xin nhắc lại là pin sẽ bảo hành 6 tháng và robot sẽ bảo hành 1 năm. Và còn đối với các cái linh kiện phụ kiện của Qchain kể cả là tất cả sản phẩm thì đều có sẵn và đều có sẵn sàng để bảo hành cũng như là thay thế cho khách hàng. Nên là khách hàng có thể yên tâm sử dụng cũng như là lúc mà có sự cố nếu như trong cái thời gian bảo hành thì chúng ta sẽ được miễn phí. Còn khi mà đã qua thời gian bảo hành thì Qchain sẽ hỗ trợ cho khách hàng ở mức phí là rẻ nhất. Đấy. Nên là mọi người có thể tự tin để tư vấn cho khách hàng vấn đề này. Và bây giờ thì em sẽ chuyển qua phần là giải đáp các thắc mắc của các anh chị và nhờ chị Nhâm sẽ đọc các câu hỏi của các anh chị từ trên xuống ạ. Ok, anh Minh ơi, có bạn hỏi là cái robot của mình đời 8881 này có camera không? Có tia UV diệt khuẩn không? Và giống như Quang Minh đã chia sẻ rồi thì nó là sử dụng là cảm biến laser, nó còn cao hơn cả camera. Cảm biến UV còn cảm biến laser này nó còn cao hơn cả camera. Nó thực ra thì nó là cũng ở đây thì là sẽ có một con mắt phát laser và một camera ở trong này. Nên là nó kết hợp để mà nó vẽ cái bản đồ chính xác hơn và cũng như là hoạt động nó hiệu quả hơn. Còn về tia UV thì giống như Quang Minh vừa mới chia sẻ thì mọi người có thể thấy được mọi người đã nghe rồi là có tới hai đèn UV chứ không phải một. Và đèn UV diệt khuẩn của chúng ta thì là năng lượng cao hơn, diệt khuẩn tốt hơn. Nhưng mà nó cũng đi song song với nó là cái mà khuyến cáo của nhà sản xuất là chúng ta sẽ không nhìn trực tiếp vào cái đèn UV. Tức là khi mà chúng ta không cho, khi mà robot đang hoạt động chúng ta không lật lên để nhìn vì không có một cơ chế an toàn nào cả ở trong cái trường hợp này. Đấy. Vâng, em thông tin tới anh chị về vấn đề này nhé. Rồi, câu tiếp theo nha anh Minh. Một bạn ấy mong muốn là anh hướng dẫn cho mọi người ấy sử dụng cái hộc lau cho nó hiệu quả và về cái hộc lau thì tức là cái hộp hút hay hộp lau nhà. Nếu như hộp lau nhà thì em vừa mới hướng dẫn rồi đấy ạ, là chúng ta sẽ giặt khăn, chúng ta tháo ra giặt sau đấy chúng ta vắt khô, vắt ráo nước rồi chúng ta mới dán vào. Ok, anh Minh, bạn đại lý lên ở thành phố Hồ Chí Minh, bạn ấy hỏi là nhà bạn ấy có hai phòng và hành lang,
Thì robot của mình có từ chạy vào được hết 2 phòng không? Nếu như mà không có vật cản cao hơn 2 cm thì robot nó sẽ tự vào, tự hoạt động. Nếu như các anh chị không cài tường ảo thì nó còn có chỗ nào nó đi cho đấy hết. Và nếu như cái kể cả là cái cảm biến chống rơi của sản phẩm này, là nếu như mà cái ví dụ cái bậc thềm của chúng ta mà có hay có cái cửa ấy, tức là có cái bậc cửa ấy, cái bậc để mà đóng cửa vào là nó kín ấy, thì nếu như mà chúng ta có cái bậc cửa đấy mà trên 2 cm nó cũng không có xuống được, nó đấy là nó lùi luôn, nó không có đi xuống đấy. nên Em là nên là về cái này thì nếu như mà chúng ta có như vậy thì chúng ta sẽ nó sẽ lưu được hai, nếu như mà nhà mình mà không có quá nhiều tầng thì các anh chị chịu khó là sẽ chuyển cái đế sạc ra ngoài chẳng hạn, và chúng ta sẽ bật lau giống như là một cái bản đồ mới, một bản đồ làm việc mới cho cái sản phẩm robot của chúng ta. Ok anh Minh. À, anh Minh, chị Trâm, anh chị đại lý Nguyễn Thị Trâm, chị có hỏi là trong cái tiết trời trời nồm ẩm ướt sàn ấy, thì mình có thể sử dụng robot của mình để lau sàn không? Nếu như trời nồm như thế này ở miền Bắc thì thực sự là chúng ta có thể là sử dụng cái khăn lúc khô để lau, nhưng mà lau một lúc thì nó sẽ bị ướt, nó sẽ bị ướt rất rất nặng. Nên là với trường hợp nồm thì em khuyên là không nên sử dụng robot, vì khi sử dụng robot ấy thì sẽ có nước ở sàn rất là nhiều, và cái chổi này của chúng ta, cái chổi chổi quét này á, nó sẽ quét vào sàn, nó sẽ quét nước vào, và khi mà nó quá nhiều nước, nó hắt quá nhiều nước vào trong cái vật, nó thấm quá nhiều nước thì nó sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của robot, cũng như là nó sẽ làm cho cái chổi của chúng ta nhanh bị rít hơn, nhanh bị vón cục hơn. Nên là với chổi nồm thì cách tốt nhất là chúng ta nên sử dụng máy máy gọi là máy hút ẩm. Anh Nguyễn Huy Văn hay là Nguyễn Văn Huy đấy, anh ấy hỏi là nếu như mà sau thời gian bảo hành mà pin nó có vấn đề, nó bị yếu đi ấy, thì là có thể là tự thay hay là phải là gửi về hãng để bảo hành ạ, để thay ạ. Tốt nhất thì thông tin tới các anh chị là hiện tại thì đã có tới 4 trung tâm bảo hành ủy quyền của Google Trend rồi, và đã được cập nhật lên trang chủ rồi, trang bảo hành của Google Trend rồi. Và ngoài ngoài ra thì còn có cả 3 trung tâm bảo hành ở Nghệ An, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nữa, là hiện tại là có tới 7 trung tâm bảo hành, và trong năm nay thì sẽ có tới 64 trung tâm bảo hành nhỉ. Nên là hy vọng rằng là có 64 trung tâm bảo hành để cho đi vào hoạt động, thì lúc đấy chắc chắn cái câu hỏi này không phải là cái vấn đề nữa. Và cái việc thay thì em vẫn nghĩ rằng là nên là để kỹ thuật của Cucu Chen thay, thì nó sẽ đảm bảo cái tính an toàn về hoạt động cho các anh chị, cũng như là chắc chắn là mọi người khách hàng sẽ cảm thấy rằng là Cucu Chen chăm sóc khách hàng nó tốt như thế nào. Đấy. Và cái chi phí thay thì sẽ chỉ là cái chi phí linh kiện thôi. Cucu Chen cam kết là nó chỉ chi phí linh kiện thôi, chứ còn công thì sẽ là được miễn phí để cho khách hàng tin tưởng về sử dụng cái sản phẩm của Cucu lâu dài hơn. Nên là mọi người yên tâm để tư vấn sản phẩm cho khách hàng nhé. Ok, cảm ơn anh Minh. À, có một số các anh chị chúng ta hỏi là bị mất đi cái phiếu bảo hành ấy. Thì có lẽ chỗ này anh Minh nhắc lại một lần nữa để cho các bạn thấy Nhắc rõ hơn. lại, con mình nhắc lại là sẽ có một cái tem bảo hành ở dưới này. Các anh chị sẽ lật lên là có một cái tem bảo hành ở dưới này. Các anh chị cào, tức là đúng hơn là tem chống hàng giả, kèm kiêm tem bảo hành điện tử. Các anh chị sẽ cào và soạn tin nhắn theo cú pháp KU khoảng trống, mã cào, rồi khoảng trống, tên khách hàng, rồi gửi tới số 70 7039, gửi tới số 7039.
hoặc là chúng ta sẽ lên trang chủ trang bảo hành của QChain là bảo hành.qchain.vn, và chúng ta sẽ nhập các thông tin ở trên đấy. Đặc biệt thì mọi người lưu ý giúp em là cái nào có dấu sao thì mình là yêu cầu bắt buộc nhập, còn cái nào không có dấu sao chúng ta có thể bỏ. Ví dụ như địa chỉ khách hàng chúng ta có thể bỏ, kỹ thuật tức là người kích hoạt bảo hành chúng ta có thể bỏ. Chúng ta chỉ cần nhập số điện thoại, mã kích hoạt và tên khách hàng đấy, là được. Nhưng mà chúng ta qua mình vẫn khuyên là nên nhập cả địa chỉ khách hàng, vì khi nhập cái địa chỉ khách hàng, ví dụ như khách hàng có gọi lên ấy, gọi lên cho QChain ấy, thì chỉ cần đọc cái sản phẩm hoặc là đọc số điện thoại thì bên bảo hành người ta sẽ check ra được là khách hàng ở đâu, và từ đấy có thể là chuyển cho trung tâm bảo hành. Nếu như khi mà chúng ta có 64 trung tâm bảo hành rồi thì cái đấy thì nó chuyển bảo hành nó dễ dàng hơn, và thông tin khách hàng được lưu lên đấy thì sẽ đảm bảo quyền lợi khách hàng. Câu hỏi tiếp theo nha anh Minh. Bạn Phường Hoàng ở Hà Nội, bạn ấy hỏi là pin của sản phẩm này ấy, thì có gì đặc biệt và là sản xuất của nước nào? Giống như Quang Minh cũng đã ghi ở trên cái bảng so sánh, cũng như là hồi nãy Quang Minh có chia sẻ là pin được sản xuất bởi hãng Songuda. Songuda là một hãng pin của Trung Quốc và là nhà cung cấp pin cho iPhone, Apple iPhone từ đời iPhone 8, tức là từ năm 2018, 2017 là Suguda đã là nhà cung cấp pin cho các sản phẩm điện thoại iPhone rồi. Nên là cái này là một cái đặc điểm nó khác hơn so với cả là các cái nhãn hàng khác, cũng như là để cho khách hàng yên tâm sử dụng hơn về độ an toàn cũng như là hiệu năng của pin. Thì không phải ngẫu nhiên mà Suguda trở thành một đơn vị đối tác để mà cung cấp pin cho Apple được, và trong các cái nhà cung cấp đấu thầu để cung cấp pin cho sản phẩm robot QChain thì QChain cũng đã lựa chọn cái nhà thầu cung cấp pin nó tốt nhất để mà sử dụng rồi. Nên là các anh chị có thể yên tâm để mà tư vấn cho khách hàng. Ok, cảm ơn anh Minh. Có các bạn thắc mắc về cái đèn UV ấy, thì liệu có tắt được trong khi mà robot hoạt động không? Hoặc là một cái chế độ nào đó mình thích, mình không muốn cái tia UV đó thì mình có tắt đi được không anh Minh ha? Hiện tại là không, không có, tức là hiện tại thì sẽ không có tắt được. Nên là vậy cho nên là em mới phải tức là lưu ý với mọi người, để mà mọi người lưu ý với khách hàng là sẽ không có nhìn trực tiếp vào cái tiêu UV, và cũng như là không có nhấc robot trong quá trình hoạt động. Robot này có đặc điểm khác nữa so với cả robot 8781. Như robot 8781 chúng ta nhấc lên rồi chúng ta đặt thì nó không sao, nhưng robot này chỉ cần nhấc lên là nó sẽ báo lỗi. Đèn nó sẽ chuyển qua màu đỏ và nó ngừng hoạt động. Và khi anh chị đặt xuống thì nó sẽ hoạt động vô định. Tức là nó vì nó không có xác định được là nó đang nằm ở đâu ở trên cái bản đồ kia. Và nó sẽ hoạt động vô định và nó sẽ quay về, nó sẽ tự động quay về đế sạc để mà nó xóa bản đồ, nó hoạt động lại từ đầu. Và nên là đây là một cái cũng là câu hỏi rất hay để mà con mình có thể chia sẻ với mọi người là khi mà nếu như robot chúng ta mà kẹt, mắc kẹt ấy, chúng ta sẽ tắt nguồn robot rồi chúng ta sẽ đưa về vị trí đế sạc cho nó hoạt động lại, và chúng ta sẽ chấp nhận cho nó hoạt động lại để vẽ lại bản đồ. Và chúng ta cũng nên, nó kẹt ở đâu chúng ta sẽ hoặc là vẽ tường ảo để tránh nó vào đấy, hoặc chúng ta sẽ dọn dẹp vệ sinh cái khu vực đấy để cho robot nó hoạt động hiệu quả hơn. Ví dụ như nó bị mắc kẹt bởi một cái vật thể nào đấy thì chúng ta có thể dọn nó đi. Ok. Ừ.
Đại lý Hoàng Thanh, bạn hỏi là 8881 thì sử dụng tường ảo hay là tường vật lý? Và khi mà pha, khi mà lau thì có thể là pha một ít nước 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 xả nước lau vào trong cái hộp hộp lau được không? Câu hỏi thứ nhất là robot sử dụng tường ảo hay là vật lý, thì hai dòng robot mới cũng trên là 2809 và 8881, thì 2809 sẽ có tường vật lý và sẽ kèm theo ở trong hộp, và robot 8881 sử dụng là công nghệ radar vẽ bản đồ nên là sẽ sử dụng tường ảo ở trên app. À, tuy nhiên có một câu hỏi của chị Đặng Ngọc Lê rất là hay này. Cho hỏi là lương người giáo viên tôi 5 triệu một tháng thì có cách nào mua sản phẩm sớm nhất không? Cái này mình có 5 triệu. Lương của chị 5 triệu một tháng thì chị ra ngay ngân hàng Vietinbank hoặc là ngân hàng Vietcombank giúp em cần đưa bảng lương. Thì bên ngân hàng hoặc TPBank ạ. Cũng có, thì họ sẽ đưa cho các anh chị, tức là sau khi hoàn thành hồ sơ thì sẽ đưa cho chị một thẻ Visa, một thẻ tín dụng. Thì hạn mức lương tháng 5 triệu thì chắc chắn là hạn mức của người ta sẽ cho chị là tầm khoảng 10 triệu là thoải mái để có thể, quên phải hạn mức 20 triệu chứ, là thoải mái có thể mua được cái sản phẩm này thông qua hình thức trả góp, và chị góp 6 tháng với sản phẩm này 13 triệu thì mỗi tháng chị trả đâu đó tầm hơn 2 triệu. Thì đó là cách để chị có thể sở hữu cái sản phẩm này nó nhanh nhất, sớm nhất. Đấy. Vì ok Gen chị Lê nhé. Trả góp và cái phí thì nó không phải là quá cao. Nói trả góp 0% thì nó hơi quá, nhưng mà phí nó không quá cao, nó chỉ một ít phí chuyển đổi thôi, chứ không về phần đúng, đúng chính xác là nó là trả góp 0%, nhưng mà nó mất mất tầm khoảng đâu đó 1-2% gì đấy về cái phí chuyển đổi gì đấy, qua mình không rõ, thì có sẵn trong file hướng dẫn trả góp rồi. Okay. Nên là nó không, cái chênh lệch nó không quá cao. Thực sự thì trong vòng 6 tháng đấy, nếu như có cái sản phẩm đấy rồi, em tin chắc rằng chị có thể dễ dàng để mà lấy, gọi là kiếm được cái phần chênh lệch đấy. Và hình như là chị là đại lý BCA thì còn không phải là giá 13,9 triệu, mà nó chị có thể là cái, nếu tính theo cái hoa hồng sau khi mình nhận được, sau khi mình tự bán cho mình thì động cũng là một cái động lực để có thể chúng ta có sớm hơn rồi. Ok, cảm ơn anh Minh nhé. Chị Lê, chị hãy ngay thứ hai này chị hãy ra ngân hàng và làm cho mình một cái thẻ tín dụng chị nhé. Thì chỉ cần khi mà chị có thẻ tín dụng thì chị có thể mua bất kỳ sản phẩm nào của Kuchen ở trên kia của BCA. Bởi vì là cái thẻ tín dụng để sẽ cho phép mình được trả góp đó chị Lê nhé. Ok. Bạn Trần Kim Dung, bạn có hỏi thế này Minh, là khi mà robot đã sạc đầy pin á thì mình có phải rút dây sạc ra hay không, hay là cứ cắm liên tục như vậy? Không cần đâu. Tức là với cái, tức là sản phẩm này thì chúng ta sẽ cứ để, tức là để sạc cứ cắm vậy. Nó pin trong cái mạch pin nó đã có cái hệ thống ngắt sạc khi pin đầy, nên là yên tâm cứ để vậy, để cho robot luôn trong trạng thái sẵn sàng. Và chúng ta có thể lên lịch nhé. Trong cái phần hướng dẫn sử dụng thì sẽ có cái phần hướng dẫn lên lịch, chúng ta không cần phải căn là ngày này chúng ta phải bấm cái robot hoạt động. Ví dụ như là các anh chị cứ thoải mái đi làm, rồi ví dụ như muốn 10 giờ nó hoạt động lau cái, rồi chiều 4 giờ nó lau cái, thì lúc về nhà là nhà cửa tinh tươm sạch sẽ. Nhưng mà lưu ý giúp em là để mà nó hoạt động đi hiệu quả thì chúng ta nên, nếu nhà có trẻ nhỏ ấy, mà kiểu mà cứ hay bày bừa đồ chơi ở trên sàn ấy, thì chúng ta nên để dọn sạch trước khi đi làm.
thì để robot nó tự động hoạt động thì nó sẽ không có bị vướng vào robot, vướng vào đồ chơi, thì nó sẽ không có tia, nó sẽ hiệu quả hơn. Và cứ cắm đế sạc vậy thì nó sẽ làm sạch khu vực, cho khu vực mà đang có đế sạc. Dạ, em thông tin tới anh chị như vậy.